Xin kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình ngày thứ hai, mùng 8 tháng 8 có các nội dung chính sau đây. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác chuẩn bị dự án luật đất đai sửa đổi. Chuyện ban hành quy hoạch ngành gây lãng phí nhiều nguồn lực xã hội là nội dung được các thành viên đoàn giám sát chỉ ra trong buổi làm việc với Bộ Công Thương về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tỷ lệ chọi cao xưa nay vốn chỉ có ở tuyển sinh vào lớp 10 hay đại học thì nay lại xảy ra ở cả cấp mầm non. Trong khi phụ huynh lo lắng bức xúc về trung học cho con thì nhà trường, thậm chí cả chính quyền vẫn loay hoay tìm giải pháp. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác chuẩn bị dự án luật đất đai sửa đổi. Cùng dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội và đại diện các cơ quan hữu quan. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội phát biểu đánh giá cao nỗ lực của ban soạn thảo và cơ quan giám sát trong việc xây dựng dự thảo luật đất đai sửa đổi. Bên cạnh đó, đại diện các ủy ban của Quốc hội cũng phát biểu phân tích thêm đối với những nội dung chính sửa đổi trong dự thảo luật đất đai sửa đổi liên quan đến nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng, về cơ chế, chính sách tài chính về đất đai giá đất, về hoàn thiện các quy định có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, về quản lý sử dụng đất đai và một số nội dung khác. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận nỗ lực của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực thi luật đất đai năm 2013 và xây dựng dự thảo luật đất đai sửa đổi, vì đây là luật khó, tác động sâu rộng đến nhiều chủ thể, đối tượng, cơ quan có liên quan đến nhiều luật khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục chuẩn bị thấu đáo và khoa học, chú trọng tiến độ hoàn thiện dự án luật sửa đổi trên cơ sở tổng kết đánh giá khoa học, kỹ lưỡng, bài bản khoa học về luật đất đai 2013. Cần rà soát lại những vướng mắc của luật đất đai hiện hành với các luật khác, coi trọng lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực tác động liên quan. Đây là những báo cáo vô cùng quan trọng, là cơ sở thực chứng cho công tác lập pháp, nhất là báo cáo đánh giá tác động khi sửa đổi luật đất đai. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác tổ chức tọa đàm, hội thảo và phối hợp giữa các cơ quan rất quan trọng, cần có kế hoạch hợp lý, triển khai sâu rộng, nhiều thành phần, đối tượng. Nhấn mạnh với tính chất quan trọng phức tạp của dự án luật này, thì ngoài Ủy ban Kinh tế là cơ quan chủ trì thẩm tra, thì từng cơ quan của Quốc hội như Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cũng phải đồng hành và thể hiện vai trò sâu sát. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là những đô thị lớn, những địa phương có nhiều vấn đề phức tạp về đất đai, cần có trách nhiệm và đóng góp vào dự án luật sửa đổi lần này. Điểm mấu chốt theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội là cần thay đổi cách làm so với trước đây. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng luật, phải xác định không phân biệt đâu là cơ quan soạn thảo, đâu là cơ quan thẩm tra, mà cần có cơ chế lấy mục đích thông suốt làm chính trên cơ sở quy định pháp luật. Quốc hội sẽ đồng hành cùng Chính phủ vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi là rất cần thiết và quan trọng, cần có cách thức hiệu quả nhất theo hướng cầu thị, lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp và thực tiễn cuộc sống tại địa phương cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với Ban công tác đại biểu về việc góp ý hoàn thiện dự thảo nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân diễn ra vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc ban hành nghị quyết phải thật sự căn cơ, đảm bảo chất lượng, làm sao hướng dẫn gỡ được những vướng mắc thực tiễn để chuẩn hóa hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân đi vào hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, thực chất. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Dự thảo nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tập trung hướng dẫn 5 nhóm vấn đề chính, bao gồm chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, hoạt động chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, hoạt động chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân,
giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, hoạt động giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân, xem xét việc thực hiện các kiến nghị kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình. Góp ý vào dự thảo nghị quyết, đại biểu đề nghị cần tập trung hướng dẫn vào những nội dung mà luật chưa quy định rõ, những nội dung mà Hội đồng Nhân dân địa phương đang vướng mắc lúng túng, nhưng phải thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, như hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân ở địa phương đang thực hiện và thí điểm mô hình chính quyền đô thị, ở các xã đảo, huyện đảo, về công tác tham mưu phục vụ hoạt động giám sát của các ban của Hội đồng Nhân dân, về hoạt động giám sát chuyên đề của các ban Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong điều kiện không có đại biểu chuyên trách, không có bộ máy giúp việc. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Vì nếu là cái giám sát ở tầm quốc hội là hay là ở Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thì là cái tầm bao quát vô lớn, giải quyết những vấn đề lớn mà chính sách. Nhưng mà còn ở cái tầm huyện, tầm xã thì cơ bản là cái bước này là cái bước triển khai thực hiện và thực thi thôi. Thì nó phải đi vào những vấn đề nó mang tính cụ thể. Chứ còn nếu mà mình cứ lan man thì nó phân tán. Thì tôi đề nghị là cái chỗ này là tôi nhất trí cái chỗ là cái điểm này. Cái điểm này là rất là trúng với lại ở cơ sở. Thì đây là cái chỗ này là phải nhấn mạnh hơn. Để khắc phục phần nào những vướng mắc trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Hội đồng Nhân dân cấp xã, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, quy định theo hướng lồng ghép hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Hội đồng Nhân dân cấp xã trong chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp xã là phù hợp. Về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Ban Hội đồng Nhân dân cấp xã theo cái hướng là chủ động thực hiện các cái nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề trước khi trình Hội đồng Nhân dân xem xét, thông qua tạo sự chủ động của Ban Hội đồng Nhân dân cấp xã trong hoạt động giám sát phù hợp với địa bàn, đối tượng chịu giám sát. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, ngay từ sớm, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có chủ trương đối với vấn đề này. Đây là nội dung quan trọng trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số nội dung của dự thảo nghị quyết. Nghiêm trang là phải có những quy định, những hướng dẫn để có cái sự kết nối và phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động giám sát, rồi chủ thể giám sát. Mỗi cái thì mỗi nội dung nó có chủ thể khác nhau, rồi hoạt động giám sát nó khác nhau. Từ cái khâu xây dựng chương trình giám sát, xây dựng và quyết định chương trình giám sát. Thứ hai là tổ chức giám sát trên thực tế này. Trên này mình làm thế thì địa phương người ta làm thế nào? Hay là cưỡi ngựa xem hoa đi xuống, hay là nghe mấy cái báo cáo thì rồi khen nhau, rồi bắt đầu là hoặc là lúc đầu thì như con voi rồi cuối cùng dần dần cắt gọt hết đến tận mà từng trực rồi thì chẳng còn gì nữa, ra hội đồng cùng làm gì. Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất tên gọi là nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, đồng thời nhấn mạnh đây là nghị quyết hướng dẫn mang tính chất như một cẩm nang, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến của lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu tham dự để hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 8 này. Chiều nay, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy nâng cao hơn nữa vị trí vai trò của Đảng đoàn Quốc hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 15 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng đoàn Quốc hội đã đưa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết 13 của Đảng nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội. Khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của đề án, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đề án tập trung trí tuệ, thời gian triển khai xây dựng đề án, đảm bảo đúng định hướng, chất lượng và tiến độ. Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đề án đã tập trung cho ý kiến về sự cần thiết, mục đích, quan điểm chỉ đạo của việc xây dựng đề án, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo, tổ biên tập. Theo dự kiến, đề án sẽ được hoàn thiện trình Đảng đoàn Quốc hội vào cuối tháng 12 năm nay. Giá thuốc đấu thầu năm sau phải thấp hơn năm trước, một quyết định được cho là phi lý trong bối cảnh là chúng ta mong muốn đạt chuẩn quốc tế. Đây là một trong những bất cập về đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế được nêu ra tại buổi làm việc giữa đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 với Bộ Y tế diễn ra vào sáng nay.
Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Hiện nhiều địa phương phản ánh còn tình trạng khó khăn bất cập khi thực hiện quy định liên quan trong công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế. Việc phê duyệt kết quả trúng thầu một số loại thuốc chưa căn cứ vào giá chào thầu thấp nhất, mua vật tư ngoài thầu cao hơn giá trúng thầu, đấu thầu thuốc tập trung có thời hạn dài từ 2 đến 3 năm. Còn tình trạng xây dựng giá kế hoạch cao hơn giá trúng thầu lớn, thì cái việc này thì trong cái đánh giá của Bộ nói về cái tiết kiệm, về cái đấu thầu, nhưng cũng rà soát lại khi mà chúng ta xây dựng cái kế hoạch mà cái giá cao hơn thì nó cái tiết kiệm này thì có thực chất hay không? Đối với ngành y, đối với các thầy thuốc khi đi khám chữa bệnh, người dân không có quyền mặc cả. Bao nhiêu tiền là trả bấy nhiêu tiền đấu thầu thuốc. Tôi thấy cái quy định của nhà nước rất là bất cập. Tại sao chúng ta quy định là cái giá thuốc đấu thầu năm sau nữa phải là lại giảm hơn cái năm trước? Chúng tôi cũng thấy rằng đây cái này nó cũng là một cái phần trách nhiệm của Bộ. Và hiện nay thì Bộ cũng đang giao cho các đơn vị sửa lại cái thông tư 14-15. Chúng tôi nếu mà cứ theo quy định thế thì cái giá vật tư và trang thiết bị cứ càng ngày càng đi xuống và dần dần nó sẽ về min và các đơn vị chắc chắn là không đấu thầu được. Thế và các doanh nghiệp người ta cũng không tham gia thầu. Bên cạnh đó có tình trạng cơ sở y tế tư nhân có thể mua trang thiết bị y tế cùng loại với giá thấp hơn so với giá mà cơ sở y tế công lập phải mua sau khi áp dụng quy định đấu thầu. Tình trạng tiêu cực trong đấu thầu, chỉ định thầu, bán đấu giá, mua sắm tài sản công chưa được kiểm soát chặt chẽ. Từ cái vụ sai phạm tiêu cực liên doanh liên kết, những cái máy MOSA, rồi máy MOCA như vậy, bịa đắp chiếu như vậy, gần 1.000 bệnh nhân trước đây được mổ sọ não, thì bây giờ không được mổ nữa. Vì những cái sai sót, vì những cái vi phạm như vậy, thì cái thiệt thòi là ai? Thiệt thòi chính là người dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ Y tế quan tâm để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở bệnh viện công ở một số địa phương, lượng hóa tối đa kết quả thực hiện để thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tình trạng mua sắm trang thiết bị vật tư y tế vừa qua bộc lộ những khó khăn vướng mắc hạn chế như thế nào, kể cả quy định pháp luật liên quan. Tại sao đa số người dân không mua được thuốc tốt giá rẻ và không tiếp cận được công nghệ mới ở bệnh viện công một cách nó minh bạch, và câu chuyện công tư lẫn lộn như thế nào, rồi câu chuyện định mức giá khám chữa bệnh thuốc có hay không bị dẫn dắt bởi những cái lợi ích nhóm. Chia sẻ về những khó khăn của ngành y tế trước những bất cập cả về cơ chế chính sách, quy định pháp luật liên quan đến mua sắm cũng như tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Bộ chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, khắc phục tình trạng hai xô ba lạnh trong vấn đề này. Chậm ban hành quy hoạch ngành gây lãng phí nhiều nguồn lực xã hội. Đây là nội dung được các thành viên đoàn giám sát chỉ ra trong buổi làm việc với Bộ Công Thương về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn giám sát, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì buổi làm việc. Nêu vấn đề quy hoạch điện 8 là quy hoạch ngành quan trọng hàng đầu của Bộ Công Thương, tuy nhiên qua nhiều năm nghiên cứu nhưng chưa được ban hành, điều này đang gây ra lãng phí cho xã hội và để lại nhiều hệ lụy. Cái việc mà chậm ban hành các quy hoạch ngành, hay nói cách khác là chúng ta chưa cụ thể hóa các cái ngành, quy hoạch ngành ra, thì nó sẽ dẫn đến cái lãng phí rất lớn trong cái nguồn lực về kinh tế rồi về xã hội. Thì tôi đề nghị là trong cái quy hoạch dầu khí thì chúng ta cũng đã có đề cập trong quy hoạch về điện, về than, và đặc biệt là quy hoạch ngành khác thuộc cái lĩnh vực mà Bộ chúng ta phụ trách thì cần phải làm rõ hơn. Nghịch lý mà chúng ta đang muốn khuyến khích là sản xuất cái năng lượng tái tạo như là mặt trời hoặc là gió. Nhưng mà thời gian vừa qua chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cơ sở sản xuất, cái nhà máy đã lắp đặt xong rồi, thế nhưng mà không vận hành được. Thậm chí là có những cái bài báo có đọc được có nói rằng gì là các cái chủ các cơ sở này phải cam kết rằng là không vận hành thì mới được đấu nối. Còn nếu anh vận hành thì anh phát ra được không được đấu nối. Như vậy chứng tỏ ở đây là cái khâu chúng ta quy hoạch chúng ta không được chủ động. Thì từ tháng 4 năm 2021 đến giờ thì Bộ Công Thương đã 3 lần trình cái quy hoạch. Và cái quy hoạch lần cuối cùng được trình hồi tháng 4 về cái quy hoạch điện 8 báo cáo Phó Chủ tịch thì đã có một cái bước tiến rất là dài. Sở dĩ phải có 3 lần điều chỉnh là vì là trước đó thì những cái mục tiêu của COP26 là chưa được xác định. Nên sau khi chúng ta công bố là sẽ đạt cái độ trung hòa carbon vào năm 2050 thì tất cả các hệ mục tiêu và các giải pháp đều phải thay đổi.
Bên cạnh đó, thành viên đoàn giám sát cũng chỉ rõ, trong giai đoạn 2016-2021, số văn bản quy định về định mức tiêu chuẩn phải sửa đổi, bổ sung của Bộ Công Thương chiếm hơn 50% tổng số văn bản ban hành mới. Tỷ lệ này cho thấy mức độ ổn định, tầm nhìn, khả năng dự báo, chất lượng của các văn bản chưa cao, ngoài ra còn gây tốn kém kinh phí, công sức sửa đổi và quan trọng là không kịp thời đáp ứng các yêu cầu xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng những văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ là hành lang pháp lý quan trọng để các ngành thực hiện hiệu quả các nguồn lực. Với vai trò tham mưu quản lý nhà nước các ngành trọng yếu của đất nước, Bộ cần xác định rõ lộ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền. Xung quanh cái công tác tham mưu ban hành văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý, nó chậm, nó chưa đầy đủ dự báo chiến lược còn hạn chế, rồi đánh giá tác động không đầy đủ, nó là một trong những cái nguyên nhân để gây cái lãng phí, mà có lẽ lãng phí về thể chế này là lãng phí lớn. Rồi xác định cái lộ trình sửa đổi bổ sung văn bản thuộc thẩm quyền quản lý. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Bộ Công Thương chỉ rõ bất cập, khó khăn, nhất là trong các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, có đề xuất cụ thể, rõ ràng về hoàn thiện chính sách. Năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng, tiếp tục làm việc với Bộ sâu hơn về vấn đề này. Một trong các nội dung được xem xét cho ý kiến tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 diễn ra vào chiều nay tại nhà Quốc hội của Ủy ban Pháp luật là thẩm tra đề án thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Lai Cậy, tỉnh Tiền Giang. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, phương án thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Lại Cậy trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Bình Phú. Về thành lập thị trấn Bình Phú trên cơ sở bảo đảm đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 2 tổ chức chính quyền địa phương và đạt đủ 4 tiêu chuẩn của nghị quyết 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Các thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị tỉnh Tiền Giang báo cáo, cung cấp thêm thông tin về việc đầu tư khắc phục những tiêu chuẩn chưa đạt của đô thị Bình Phú từ khi được công nhận là đô thị loại 5 năm 2018 đến nay. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần sớm có phương án giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh như là tạo việc làm cho người dân để khi bị thu hồi đất nông nghiệp, tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để bảo đảm đời sống của nhân dân. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra đề án thành lập thị xã Trơn Thành và các phường thuộc thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Việc cấp phép thông qua đấu giá là cách thức phân bổ tài nguyên minh bạch, rõ ràng, hạn chế được những doanh nghiệp không đủ năng lực. Tuy nhiên, các quy định trong dự thảo luật cần đảm bảo tính khả thi cho các doanh nghiệp nhà nước, nhất là xác định giá và quyết định giá. Đây là các vấn đề được quan tâm trong hội thảo chuyên đề về phương thức cấp phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức vào sáng nay. Nhiều chuyên gia cho rằng việc định giá đang gặp nhiều vướng mắc, bởi sẽ định giá theo thị trường hay theo công thức và có thống nhất với thẩm định giá của Bộ Tài chính hay không? Để giá lên cao thì không khả thi, mà để giá xuống thấp thì sợ trách nhiệm. Mà hai cái chỗ này là chỗ rất chủ quan. Vậy thì trong luật này có cái điều gì sửa đổi, bổ sung để hoặc là loại bỏ sự chủ quan đấy, hoặc là để cho người quyết định yên tâm khi thực hiện cái cách quyết định giá theo công thức, từ khâu lựa chọn mẫu, từ khâu loại bỏ mẫu, từ tính toán các hệ số, tất cả các thứ. Đại diện Bộ Tài chính cho rằng mức giá đưa ra đấu sẽ góp phần quan trọng trong việc giải bài toán chi phí, giá thành. Sau này có thể đấu giá các băng tần đặc biệt hơn. Việc chưa áp dụng đấu giá và thực thi giá nên chưa thể biết thị trường và doanh nghiệp chấp nhận hay không, cần đánh giá kỹ và thực chất hơn. Chúng ta cứ nói là nó cao, cao hay thấp hay có khả năng như nào, nhưng chúng ta chưa đưa ra đấu và chúng ta chưa làm thực sự thì chúng ta cũng chưa rõ được là cái cao ở đây là ai nói cao, cao như thế nào. Và cần thì chúng ta còn có cơ quan thuế, các thứ chúng ta xem là lâu nay cứ ta đưa cho họ sử dụng những cái đó, và một số cái trường hợp cấp cái thu phí và cái cấp cái quyền khai thác đó, nhưng mà chúng ta thu một cái mức chúng ta cũng gọi là chúng ta cũng chưa tính được là nó đã sát hay chưa, và nó qua một thời gian thì nó biến động giá như thế thì chúng ta cũng đã có tăng cái mức này hay không, và cái thu được của các cái nhà mạng của chúng ta như thế nào.
Theo chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, vấn đề giá khởi điểm hay thẩm định nên để chính phủ quy định cụ thể, tạo điểm tì pháp lý cho xây dựng nghị định sau này. Chính phủ có cần quy định những cái chi tiết gì ở trong này đấy để đảm bảo thuận lợi thêm trong cái quá trình đấu giá thực thi đấy, thế và là điểm tì để mà chính phủ xây dựng nghị định chứ không phải chơi vơi như cái luật 42/2009. Cái khía cạnh thứ hai đó là cũng cần phải tính đến cái việc khả thi, kể cả phải về phía coi như là doanh nghiệp cũng phải đảm bảo để là câu chuyện đó là đấu giá được và có doanh nghiệp tham gia đấy. Thế thì những các cái mà chính phủ quy định chi tiết cái gì đó, bây giờ có một người trả giá thôi, có một người đấu giá thôi, thất bại, thì bây giờ ứng xử thế nào? Thực tế cho thấy, phương thức đấu giá được coi là minh bạch, hiệu quả, tài nguyên hữu hạn phải được trao vào tay chủ thể sử dụng, khai thác hiệu quả nhất, nhưng ở góc độ tài chính cũng cần thu được nguồn lực tốt nhất. Hiện có 3 doanh nghiệp nhà nước là Vinaphone, Mobifone và Viettel được coi là có tiềm lực để cấp phép tần số vô tuyến điện. Theo dự kiến, phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 9 tháng 8 và dự kiến bế mạc vào ngày 11 tháng 8. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định về những nội dung sau. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 2 dự thảo nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lệnh, tỉnh Tiền Giang, thành lập thị xã Trơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, xem xét quyết định việc bổ sung dự án luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Về các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 3. Xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo Nghị quyết số 3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 ngày 24 tháng 9 năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn đối với các nhóm vấn đề và người trả lời chất vấn như sau. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2022. Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực chế tạo, chế biến và ngành dịch vụ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Thế giới dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% năm 2022 và lạm phát được giữ ở mức 3,8%. Trong báo cáo những điểm sáng của kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Thế giới chỉ ra cho thấy kinh tế Việt Nam đang trong đà tăng trưởng tốt. 92,6% doanh nghiệp trong khu vực chính thức quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh, 20% tuyển dụng nhân sự mới. Tỷ lệ tham gia thị trường lao động nhích nhẹ lên 68,5%, gần quay trở lại mức 71,3% cuối năm 2019 trước đại dịch. Thu nhập bình quân hộ gia đình tăng bật lại 5,8% trong quý 2 năm 2022. Song nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng trước những thách thức lớn như tình trạng lạm phát tăng cao, rủi ro từ biến chủng COVID-19 mới hay những căng thẳng địa chính trị leo thang. Với tình trạng hiện nay, chính sách tiền tệ đang được áp dụng là phù hợp. Tuy nhiên, nếu như rủi ro về lạm phát gia tăng, chính phủ nên cân nhắc tăng lãi suất hoặc hạn chế nguồn cung tiền ra thị trường. Đại diện Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra khuyến nghị về áp dụng chính sách tài khóa theo hướng hỗ trợ hơn, chủ động quản lý khu vực tài chính hay cải cách cơ cấu để tăng trưởng bền vững. Hôm nay, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sơ kết một năm xây dựng mô hình công nhân môi trường, chiến sĩ tuần tra.
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện mô hình công nhân môi trường, chiến sĩ tuần tra đạt hiệu quả cao, cung cấp cho cơ quan công an hàng nghìn tin có giá trị. Điển hình là qua nguồn tin tức của lực lượng công nhân đi làm ban đêm đã hỗ trợ cho công an thành phố điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm. Ngoài mô hình công nhân môi trường, chiến sĩ tuần tra, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình camera với công tác an ninh trật tự. Đến thời điểm hiện tại đã có 22 trên 34 phường, xã lắp đặt và đưa vào sử dụng có hiệu quả mô hình này. Nhân dịp này, nhiều cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Công an cũng như của tỉnh Thanh Hóa. Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các tiết mục văn nghệ được các đơn vị dàn dựng công phu, bài bản. Đây là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an. Thưa quý vị, tỷ lệ chọi cao xưa nay vốn chỉ ở tuyển sinh vào lớp 10 hay là đại học, thì nay lại xảy ra ở cả cấp mầm non. Với hơn 400 chỉ tiêu, nhưng trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại có tới gần 1.000 hồ sơ đăng ký. Trong khi phụ huynh thì lo lắng, bức xúc về chỗ học cho con, thì nhà trường, thậm chí cả chính quyền vẫn đang loay hoay tìm giải pháp. Từng bị thu hồi ruộng để xây dựng trường mầm non Hoàng Liệt, những tưởng cháu mình sẽ chắc chắn có chỗ học tại đây. Song điều trái khoáy là cơ hội học tập của cháu bằng ngoan có thể phải phụ thuộc vào lá phiếu bốc thăm. Bức xúc này được bà mang theo đến cuộc họp với lãnh đạo địa phương. Chúng tôi cũng đồng tình để ký vào để xây dựng nhà trường để cho các con em, các cháu sau này, các đời các cháu sau này được học hành mà chúng tôi lại phải cộng tham thì chúng tôi không đồng tình. Thực tế, việc tổ chức cuộc họp giữa chính quyền địa phương và phụ huynh như thế này là chưa từng có tiền lệ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau 4 cuộc họp với gần 1.000 phụ huynh cùng với nhiều ý kiến được đề xuất, tuy nhiên giải pháp nào để giải quyết quá tải tuyển sinh cho trường mầm non vẫn chưa được ngã ngũ. Phương án được coi là khả thi nhất lúc này là bốc thăm thì vẫn còn nhiều băn khoăn nghi ngại. Để chia đều cho các tổ hoặc là như thế nào đấy, theo tỷ lệ. Chứ nếu mà bốc thăm như thế này thì có thể là cứ số lượng mà tổ nào đông ấy, thì sẽ có cái lợi thế hơn. Nóng, bức xúc từ trong hội trường ra cả phía bên ngoài bởi tốc độ đô thị hóa quá nhanh với 89 tòa chung cư, nhưng cả phường Hoàng Liệt lại chỉ có duy nhất một trường mầm non công lập. Điều đáng nói là sự quá tải này đã từng được cảnh báo từ nhiều năm nay khi chung cư ở đây mọc lên như nấm sau mưa, nhưng trường học thì lại không được quy hoạch cùng. Trẻ con bây giờ đi bốc thăm còn hơn cả đại học. Đấy, bây giờ thì gì? Cứ cho là 200 cháu mà đối chọi với cả 800 cháu thì bây giờ bốc thăm kiểu gì? Phụ huynh bức xúc, còn nhà trường thì cũng gặp nhiều khó khăn khi đến thời điểm này vẫn chưa thể hoàn thành được công tác tuyển sinh cho năm học này. Bởi tận dụng cả hai phòng chức năng, tăng thêm sĩ số, lớp mới đủ cho 100% trẻ 5 tuổi, còn độ tuổi khác thì vẫn chưa có giải pháp. Mong muốn của nhà trường thì cũng như mong muốn của phụ huynh đến thời điểm này, đó là đưa ra được, thống nhất được cái phương án, phương thức tuyển sinh nhanh nhất, hợp tình, hợp lý và thấu đáo nhất để nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh và các con ổn định vào năm học mới. Áp lực thiếu trường lớp ở quận Hoàng Mai còn dồn lên vai cả chính quyền và những người làm công tác chuyên môn. Liên tục đề xuất, tích cực kiến nghị xây thêm trường. Tuy nhiên, đại diện phường cho rằng để thỏa mãn mong cầu của người dân, hiện chỉ còn biết trông chờ vào phép màu. Giải quyết vấn đề này nó căn cơ cả lâu dài nữa chứ không phải. Còn bây giờ tôi nói thật quý vị là nếu muốn mà đáp ứng ngay được thì chỉ có ông thần đèn thôi. Hô biến một cái. Có những năm học 50 học sinh, trên dưới 50 học sinh. Và các cô chỉ có 2 cô thôi ạ. Như vậy, áp lực đè nặng lên vai của các cô giáo rất là nhiều. Và chúng tôi luôn luôn giám sát, quản lý thật chặt chẽ để làm sao các con được an toàn nhất. Những đứa trẻ 3-4 tuổi líu díu theo bố mẹ đi học, nhưng hy vọng sẽ được học vui dưới mái trường công lập hay không thì vẫn chưa biết. Để có thể, nó còn phụ thuộc vào sự may mắn của bố mẹ khi bốc thăm lá phiếu. Còn với gia đình anh Dũng, nếu không may mắn, thì anh hoặc vợ sẽ phải nghỉ việc ở nhà trông con vì không thể chi trả được học phí tại trường mầm non tư thục. Phần cuối chương trình là những thông tin về thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.